Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo huyện Điện Biên kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại Bản Lĩnh, Bản Tin Tốc và khảo sát điểm tái định cư tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động, đóng góp tích cực xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác huyện Điện Biên do đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Điện Biên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại Bản Lĩnh, Bản Tin Tốc và khảo sát điểm tái định cư tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Kết quả khảo sát cho thấy, khu vực sân bóng của Bản Lĩnh có diện tích hơn 4.000 m2 được lựa chọn làm điểm tái định cư cho 20 trên 23 hộ dân của Bản Lĩnh có nhà cửa bị đất đá vùi lấp và có nguy cơ bị sạt lở cao tới nơi ở mới. 3 trên 23 hộ còn lại đã có sẵn đất ở nơi ở mới và sẵn sàng thực hiện phương án di rời. Như vậy, toàn bộ số hộ dân hiện đang định cư ở khu vực sạt trượt và có nguy cơ lở đất cao sẽ được chuyển đến nơi ở mới. Riêng đối với Bản Tin Tốc, do không bố trí được đất ở để làm điểm tái định cư, huyện Điện Biên lựa chọn giải pháp xây kè và nắn dòng chảy để người dân yên tâm định cư tại chỗ, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13 giờ 23 phút chiều nay, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Hủy Mí, huyện Mường Trà. Như vậy, đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trên 5 người bị mất tích ở xã Mường Pồn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những ngày qua, bất kể trời nắng hay mưa, song hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, mặc dù khu vực tìm kiếm rất rộng, đi lại, di chuyển khó khăn, song đơn vị đã bố trí các tổ đội đến từng khu vực như tại địa bàn xã Mường Pồn, khu vực lòng hồ Long Tạo, v.v. đồng thời phối hợp với lực lượng công an huyện Mường Trà để tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục sử dụng tất cả các cái phương tiện, máy móc cũng như là các cái lực lượng để quyết tâm để tìm kiếm các cái số nạn nhân còn đang bị vùi lấp vào trong các cái đống đổ nát. Vào lúc 13 giờ 23 phút chiều nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể nam giới tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Hủy Mí, huyện Mường Trà. Do lượng củi rác cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ quá nhiều, khiến công tác tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các thành viên tổ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm. Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày mới có thể đưa được thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân được xác định là anh LVP, người dân trú tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, công an huyện Mường Trà đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, còn 3 nạn nhân nữa bị mất tích, chưa được tìm thấy. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã, tìm kiếm cứu nạn của xã tiếp tục huy động các lực lượng của xã để phối hợp cùng với các lực lượng trên để tiếp tục tìm kiếm thi thể chưa tìm thấy. Có thể thấy trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã gây ra hậu quả rất nặng nề về người và tài sản. Dù có khó khăn đến đâu, song với quyết tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng sẽ nỗ lực tìm kiếm, đưa các nạn nhân còn mất tích sớm trở về với gia đình. Nhằm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên khắc phục khó khăn, vượt qua những đau thương mất mát do trận lũ quét ngày 25 tháng 7 vừa qua gây ra. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đã phối hợp với các mạnh thường quân đến trực tiếp trao các phần quà cho các gia đình bị nạn trên địa bàn. Trước sự mất mát quá lớn của người dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên do trận lũ quét gây ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên
đã phối hợp với nhóm nuôi em Hoài Nguyễn, nhóm Trang Trang tại thành phố Hà Nội kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp được hơn 120 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình bị nạn trên địa bàn. Trong đó đoàn đã trao trực tiếp bằng tiền mặt cho các gia đình có người chết mỗi hộ 3 triệu đồng, 30 hộ có nhà bị trôi hoàn toàn 1,5 triệu đồng trên hộ và 69 hộ bị ảnh hưởng đến tài sản hoa màu mỗi hộ 500.000 đồng. Đến trao trực tiếp phần quà cho các gia đình trên địa bàn xã, đại diện cơ quan đài phát thanh và truyền hình Điện Biên và các mạnh thường quân đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày hôm nay, việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 12 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đang được ngành giao thông khẩn trương thực hiện. Phấn đấu sẽ đảm bảo thông xe để người dân đi lại vào chiều tối ngày hôm nay. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tính đến ngày hôm qua 27 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 12 đoạn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, giao thông đã cơ bản được thông xe kỹ thuật. Song để đảm bảo giao thông được thông suốt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để san gạt, khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra. Tuy nhiên do lượng đất đá quá lớn nên việc khắc phục cũng còn gặp nhiều khó khăn. Song với nỗ lực của ngành Giao thông Vận tải tỉnh sẽ sớm đảm bảo để tuyến đường sớm được lưu thông. Hiện nay là coi như đơn vị thi công thì cũng đang tiến hành coi như hoàn thiện, coi như làm cái phần là lớp mặt đường và chắc chắn là trong tối này là cũng sẽ hoàn thiện, coi như hoàn thiện để đảm bảo đủ điều kiện để an toàn lưu thông. Và sáng ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ thông báo chính thức là cho phép coi như các phương tiện xe con gầm cao và xe khách dưới 16 chỗ đấy, để có thể là lưu thông được. Tính đến 17 giờ chiều nay 28 tháng 7, mặc dù chưa thể lưu thông thông suốt, song tuyến giao thông quốc lộ 12 tại xã Mường Pồn đã cơ bản được lưu thông bước 1. Đặc biệt tại km 170 cộng 730, nơi tuyến đường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hiện các đơn vị đã lắp cống tạm và dọ đá, đồng thời san ủi đất đá để đảm bảo mặt đường, tạo điều kiện cho người và các phương tiện xe máy, ô tô từ 16 chỗ trở xuống lưu thông được thuận lợi. Mặc dù khối lượng đất đá còn rất lớn, song Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cũng như là các cái đơn vị chức năng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đảm bảo cái giao thông trên tuyến quốc lộ 12, đặc biệt là tại cái km 170 cộng 730. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hướng về cơ sở, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động như ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. Hôm nay, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong căn nhà đã xuống cấp, nhiều năm qua, năm người trong gia đình anh Lầu An Nhìa, xã Hùa Thành, huyện Điện Biên đều nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nhưng năm nay, anh Nhìa đã yên tâm hơn khi ngôi nhà mới rộng 60m², khang trang, vững chãi, đang được hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8. Đây là công trình mái ấm công đoàn do công đoàn viên chức huyện Điện Biên thực hiện với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Căn nhà cũ thì trước đây là cũng xuống cất rất là dột. Cho nên là trời mưa xuống là rột này, rồi là mới mọt, đấy, gây khó khăn cho gia đình. Công đoàn các cấp là cũng có một khoản hỗ trợ là 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình một phần nào đó để ủng hộ gia đình. Sau đó gia đình thì cũng hiện tại là cũng làm căn nhà này. Toàn tỉnh hiện có gần 31.000 đoàn viên công đoàn thuộc 940 công đoàn cơ sở. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đến nay trên 80% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. 33 trên 42 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ, rồi đối thoại nơi làm việc, rồi tham gia vào việc giám sát thực hiện các nghị quyết của hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức. Cùng với công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên 300 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.
Sự quan tâm động viên chia sẻ từ tổ chức công đoàn đã giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, vươn lên trong cuộc sống. Công ty cổ phần môi trường Điện Biên thì hoạt động trên gần hết tất cả các huyện, thị xã ở tỉnh Điện Biên và có gần 300 đoàn viên là người lao động và chủ yếu là lao động trong cái nghề môi trường là lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Chính vì vậy là hầu hết là lao động phổ thông và cái số đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn ấy thì cũng khá là nhiều, chiếm tỷ lệ khá là cao. Chính vì vậy là công đoàn xác định là phải luôn luôn chăm lo cho cái đội ngũ lao động, chính là cái nòng cốt của công ty. Và cái đội ngũ công ty sẽ thường xuyên thăm hỏi và lọc ra những danh sách của những đoàn viên khó khăn và tiến hành thăm hỏi. Đồng thời là tất cả các chế độ bảo hiểm, lương và cũng như thưởng thì công ty là luôn đảm bảo đầy đủ. Những ngày gần đây, trước những thiệt hại mất mát do trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, công đoàn các cấp đã kịp thời có mặt thăm hỏi, ủng hộ nhằm sẻ chia khó khăn người lao động trong vùng bị ảnh hưởng. Thời gian tới, công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện các chương trình chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động, góp phần giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động, đóng góp tích cực xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Chiều nay tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, khối thi đua hạ tầng kinh tế kỹ thuật đã tổ chức bế mạc giải giao lưu thể thao khối năm 2024. Giải giao lưu thể thao khối thi đua hạ tầng kinh tế kỹ thuật thi đấu 3 môn bóng chuyền hơi, cầu lông và kéo co thu hút gần 200 vận động viên đến từ 6 đơn vị thành viên trong khối tham gia. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận đấu hay, kịch tính và hấp dẫn, kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên thi đấu xuất sắc, giành thành tích cao ở các nội dung thi đấu, đồng thời trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giải nhì Sở Công Thương và giải ba Sở Giao thông Vận tải. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Và đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.